Chào các bạn đã trở lại với Là Đà Lạt, và đây là ngày mùng 1 tháng 7, ngày thứ tư hả? Ngày thứ tư mà Đà Lạt đã có thông báo hỏa tốc khi mà phải thực hiện việc giãn cách và đóng cửa các cái dịch vụ không cần thiết. Thì hôm nay là ngày thứ tư và Đà Lạt rơi vào tình trạng giãn cách. Tuy nhiên trong ngày hôm qua và ngày hôm nay á, thì chưa có những diễn biến mới về tình trạng dịch bệnh ở Đà Lạt, tức là Đà Lạt đang được kiểm soát. Và hôm nay mình sẽ đi một vòng đường Nguyễn Công Trứ. Đi thôi. Hôm nay mình sẽ đi qua đường Nguyễn Công Trứ. Như một vị khán giả có muốn xem đường Nguyễn Công Trứ vì nhớ con, và cũng hồi trước cũng ở con đường này. Đây là chợ số 4, hay còn gọi là chợ Ngô Quyền, một trong những chợ tự phát tấp nập ở Đà Lạt. Tấp nập lắm, buổi chiều rất là đông. Buổi sáng thì bây giờ người ta sẽ ít hơn, vắng hơn một tí, nhưng buổi chiều hai bên rất là đông. Và dừng xe ở đây thì phải cẩn thận, dừng lên lề để vạch trắng. Rồi bây giờ đường này sẽ rẽ xuống đường La Xuân Phú Tử. Ngày hôm nay buổi sáng Đà Lạt vẫn đông đúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn có nhắn và động viên mình với nên là bỏ qua và không cần để ý những cái người chửi bới, và điều đó là mình rất là vui và cũng nên như vậy. Tức là người ta có chửi bới nói năng gì thì thôi kệ người ta cho nó khỏe. Mình vẫn cứ là mình thôi. Đây là bắt đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và từ cái vùng binh cua chỗ này là rẽ phải vào đường Nguyễn Công Trứ. Hôm nay Đà Lạt tương đối đông. Vì sao mình lại làm cái series này? Là bởi vì hôm nay là ngày thứ tư rồi. Có vẻ nó hơi ngược nắng đi hướng này, bởi sáng đường Nguyễn Công Trứ là ngược nắng. Ít nhất phải trong vòng 21 ngày Đà Lạt sẽ không phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng, hoặc là phát hiện được và kịp thời cách ly, thì Đà Lạt mới đảm bảo an toàn sau những cái diễn biến vừa rồi trước ngày 26-27. Đây là quán cà phê Là Việt. Dừng làm một tí. Đây là quán cà phê Là Việt, một trong những quán cà phê mà rất là chất, cà phê rất là ngon. Và người ta bán buôn cà phê nữa. Người ta có nhập khẩu cà phê nhân, người ta làm cà phê ấy, có nhà máy xưởng sản xuất cà phê ở đấy luôn. Có vẻ là đi hướng này có hơi ngược nắng một tí ta. Ngày xưa thì con đường với con chữ này ở phía dưới này không phát triển lắm. Bây giờ ở phía đầu đường này thì hai bên có ở cuối đường chứ, hai bên có các cái vựa dâu, vựa rau rất là nhiều. Và từ cái góc này, góc cua này đổ lên á, thì bắt đầu quán xá mới là nhiều. Quán xá để kinh doanh nhiều hơn. Bên trái này có một quán Milano, và đặc biệt là có một
quán Tony, rồi như người Đà Lạt hay là khách lên Đà Lạt ai cũng biết cái quán nhậu Tony này, đông lắm. Bên trái đây có cái nhà hàng gọi là nhà hàng Thảo Nguyên, một trong nhà hàng tiệc cưới lâu đời tại Đà Lạt. Thuê sinh viên vào làm một ngày 80.000. Hồi trước mình cũng có làm ở đây, đi sinh viên đi làm. Còn bắt đầu từ đây thì hai bên gần như là rất là sầm uất, gần như là tất cả đều là kinh doanh buôn bán. Và đặc biệt là ở phía trên thì người ta cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên tất cả từ con đường từ Nguyễn Công Trứ gần như là từ đây đổ lên thì phía dưới đều, phía dưới mặt đường là dưới hầm, gọi là hầm thì đều là có nhà trọ dành cho sinh viên. Rất là nhiều nhà trọ dành cho sinh viên. Mỗi mặt bằng phía trên cho thuê thì phía dưới sẽ có một cái đường đi xuống như vậy này. Đó, bên cạnh cái biển và kho này. Đó. Thì dành cho sinh viên. Mà những cái lối phòng trọ đó, phòng trọ hầm thì nó khá là ẩm thấp. Nó có những chỗ thì gần như ban ngày luôn luôn phải bật đèn á. Nó vừa nhỏ vừa ẩm thấp nữa. Đây là số 31 Nguyễn Công Trứ, chỗ cà phê Sóc. Quán cà phê Sóc. Con đường Nguyễn Công Trứ là một trong những con đường tấp nập ở vùng ngã năm này. Ở vùng ngã năm. Và rất là vui khi mà Đà Lạt ngày thứ tư rồi chưa có một cái diễn biến nào nguy hiểm về dịch bệnh. Và ngày hôm qua hôm trước thì có những thông báo về các ca F0, liên quan đến ca F0 ở dưới Liên Nghĩa ở Đức Trọng, thì Đức Trọng sẽ là cách Đà Lạt 30 cây số và nó khá xa ở Đà Lạt. Và giống như một khán giả có hỏi là có phải là Tùng Lâm không, thì Liên Nghĩa với Tùng Nghĩa chứ. Liên Nghĩa với Tùng Nghĩa là một. Tại vì là ngày xưa nó có tên là xã Tùng Nghĩa và sau này thì được nâng lên thị trấn thì lấy tên là Liên Nghĩa. Và đây là con đường cây cối, một trong những con đường đẹp nhất ở Đà Lạt, đường Đinh Tiên Hoàng. Hai bên cây cối rất là nhiều và view xung quanh hai bên cũng là đẹp. Đi qua hết đường Nguyễn Công Trứ rồi thì đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Ở bên trái này là cái sân gốp của khách sạn Ba Lát. Còn bên phải này là Học viện Giáo Hoàng hay là Cung Thiếu Nhi. Thì hiện tại Học viện Giáo Hoàng và Cung Thiếu Nhi vẫn đang bị đóng cửa và không cho vào, thậm chí là không cho vào quay phim luôn á, thì khá là tiếc. Buổi sáng Đà Lạt đẹp quá. Đó, đây là lối vào của Cung Thiếu Nhi, là Học viện Giáo Hoàng. Và trong này thì không cho quay phim. Mà mình cũng không hiểu sao không cho quay phim. Tại vì cũng có rất nhiều điều mình đã tìm hiểu và mình muốn nói. Và cái tòa nhà kính này là tòa nhà trung tâm điều hành của tập đoàn Trung Nam ở trên này, của Trung Lung Gốc. Thì bắt đầu ở đây là đất dự án hết rồi. Và đó là ngày thứ tư, một video ngắn gọn vậy thôi. Ngày thứ tư ở Đà Lạt. Và Đà Lạt chưa có những cái diễn biến mới về dịch bệnh ở trong cộng đồng, rất là mừng. Hy vọng là trong vòng 21 ngày Đà Lạt sẽ không có những diễn biến xấu đi, để chúng ta có thể ổn định lại cuộc sống. Và hy vọng mà những nơi khác cũng vậy, những nơi đang có dịch
sẽ sớm được kiểm soát được dịch bệnh. Và cảm ơn các anh chị và các bạn thời gian qua đã xem và đăng ký kênh Lạc Đà Lạt, đặc biệt là những anh chị có vào comment, có vào động viên mình rất là vui. Thực sự mình cảm thấy xúc động lắm, thực sự rất xúc động, tại vì ít nhất có những người ta hiểu và có những người ta có bị chân thành. Còn những thể loại vào chửi bới, ok, mình sẽ không care nữa, không quan tâm ba cái đồ đó nữa, đơn giản chỉ là lờ đi thôi, chặn nó cho nó nhanh. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở một video lần tới tại Lạc Đà Lạt. Và hy vọng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 sẽ không có những thông báo mới, không có những thông báo mà nguy hiểm về dịch bệnh. Hẹn gặp lại tại những video tiếp theo tại Lạc Đà Lạt. Bye bye. Đừng quên nhấn đăng ký kênh nhé, nếu các bạn và anh chị mới đến. Bye bye.